Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khi Hoa hậu bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa liệu quan nhà ta có làm khách hay không? Vào ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Chí Minh cho biết khi cảnh sát hình sự ập vào một khách sạn và tòa nhà để kiểm tra phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm, trong đó có một hoa hậu bán dâm với mức giá 200 triệu đồng. Theo phía Công an cho biết, họ khai thác và rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu Hoa Khôi hoạt động trên các tỉnh mới bị triệt phá hồi tháng 8. Người cầm đầu đường dây này còn tổ chức môi giới mại dâm Hoa hậu thế giới người Việt và Hoa Khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế bát nháo thi Hoa hậu. Việt Nam được mệnh danh là cường quốc Hoa hậu. Hàng năm có đến trên 20 cuộc thi sắc đẹp với đủ loại danh sừng. Thực tế thì những Hoa hậu thường đổi lên nhiều vụ lùm xùm mua bán danh hiệu ví dụ như hồi năm 2022 Á hậu ba Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu Đặng Thị Hương tố ban tổ chức mua bán giải sau đó ban tổ chức đã quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu ba và danh hiệu người đẹp truyền thông của bà Hương cuộc thi Hoa hậu này đã biến tướng rất nhiều trong cuộc thi thì đồng tiền đã chi phối rồi những người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Á hậu ngày càng nhiều và hoạt động của các Hoa hậu cũng ngày một biến tướng hơn. Có người tham gia vào showbiz, có người thì nhờ mát Hoa hậu để mà kiếm đại gia, thậm chí có người dùng mát Hoa hậu để mà bán dầm. Với những cô nàng có danh hiệu mà làm nghề bán hoa thì rõ ràng giá cũng cao hơn. Vô hình chung, những cô gái lợi dụng danh hiệu này làm cho những hoa hậu sống tử tế cũng mang tiếng theo. Tiếp viên hàng không, người mẫu, hoa hậu tham gia vào đường dây bán dâm cao cấp, chứng tỏ thị trường này rất phát triển ở Việt Nam. Vấn đề mại dâm bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xem như là tội phạm. Tuy nhiên, càng xem là tội phạm thì người ta càng hoạt động mạnh hơn. Nhu cầu mua dâm luôn tồn tại trong xã hội. Nếu muốn triệt phá thì cần có những giải pháp cụ thể và hợp lý, mà thụy điển là một bài học tốt với cách làm như cộng sản chỉ phạt những cô gái bán dâm mà bỏ qua cho người mua dâm thì không bao giờ việt nam triệt phá được nếu đã không phá được vậy thì cứ áp dụng như là hà lan xem sao hợp thức hóa mại dâm để nhà nước dễ bề quản lý cũng như tránh được tình trạng các cô gái làm giá trên trời khi hành nghề bán hoa và tránh các bệnh truyền nhiễm khác bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa, chỉ có đại gia và quan chức của đảng mới có tiền để mà mua. Nếu hợp thức hóa mại dâm, cô nào muốn hành nghề bán dâm thì đến phố đèn đỏ mà hành nghề. Nếu làm vậy thì các hoa hậu và người mẫu sẽ tránh không đến những nơi đó và như thế có thể hạn chế được tình trạng mại dâm cao cấp cho các quan chức và đại gia. Và nếu họ có làm thì đó là việc cần phải đăng ký. Theo thông tin thì bên trong cho biết sở dĩ công an triệt phá đường dây bán dâm của các hoa hậu người mẫu mà không công bố tên người mua dâm vì trong nhiều vụ án kẻ mua dâm là quan chức với tiền tham nhũng và các quan chức dám bỏ ra hàng chục ngàn đô la để mà ngủ với người đẹp đường dây mại dâm cao cấp chuyên cung cấp gái cho các hai giới thứ nhất là đại gia thứ nhì là quan chức của đảng gu của đại gia là muốn kiếm gái bao ít bị bắt hơn hay thậm chí họ sẵn sàng ly dị vợ để cưới luôn người đẹp về mà không cần phải sợ dư luận đàm tiếu còn quan chức thì bị ràng buộc bởi quy định của đảng nên chỉ thích hợp với loại ăn bánh trả tiền mà thôi không mấy quan chức dám bao gái lâu dài như đại gia khi nào không còn quan chức nào mua dâm thì may ra công an mới có thể công bố người mua dâm từ năm 2012 đã có người bỏ ra 25.000 đô la để mà mua dâm nhưng phía công an không công bố danh tính. Nguyên nhân cũng dễ hiểu bởi mua dâm là người không thể công bố tên. Dù báo chí có đặt câu hỏi thì bên công an, công an cũng không công bố. Họ chỉ bêu dếu các cô gái bán vốn tự có của mình. Có ý kiến cho rằng nếu trong quan chức không ai mua dầm thì công an đã không ngại ngùng mà công bố tên của người mua dầm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Khi Hoa hậu bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa liệu quan nhà ta có làm khách hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại Tướng tung giàn kế, tiền từ túi dân chảy ảo ảo vào túi bộ công an Có thể nói bao lâu nay thị trường biển số đẹp của Việt Nam là một nhu cầu rất lớn Có người cho rằng số đẹp là số dễ nhớ nhưng không phải vậy Theo quan điểm dân gian số đẹp là số mà người ta tin rằng nó sẽ mang lại sự may mắn nào đấy Chính vì sự xuất phát từ quan niệm mê tín như vậy nên ở Việt Nam lâu nay đã hình thành nhu cầu mua bán SIM số đẹp cho điện thoại, biển số đẹp cho ô tô và xe máy, số đẹp cho tài khoản, ngân hàng, vân vân. Ra quy định biển số định danh là tước bỏ thị phần của những doanh nghiệp mua bán xe biển số đẹp. Câu chuyện về thị trường SIM số đẹp không khác mấy so với thị trường biển số đẹp. Biển số đẹp là biển số vừa có thể mang đến cho chủ nhân của nó sự phát tài, đó là theo lòng tin của chủ nhân như vậy và vừa là con số dễ nhớ. Mê tín muốn ăn sợ sâu vào máu người dân Việt Nam, vì thế mà nhà nhà ai ai cũng muốn có số đẹp cho mình. Chính vì vậy mà nhu cầu của thị trường biển số đẹp là rất lớn, trong khi biển số đẹp có số lượng hạn chế nên giá thành bị đẩy lên rất cao. Có người đi xe ô tô cỏ, tức là ô tô bình dân, nhưng có biển số đẹp thì giá của biển số đó có khi gấp nhiều lần giá trị chiếc xe. Tương tự đối với xe máy, một xe có biển số đẹp có khi có giá lên đến, đến hàng chục lần giá trị của xe máy. Một đại gia khi thửa cho mình một chiếc xe sang thì cũng bung tiền ra mua cho được biển số đẹp để khẳng định số má. Còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, bà Dương Thị Bạch Diệp, tức đại gia Diệp Bạch Dương, đặt mua chiếc xe Rolls-Royce Phantom chính hãng từ Anh Quốc có màu diệp lục, màu trùng với tên bà. Sau đó bà thửa cho chiếc xe siêu sang của mình một biển số độc nhất vô nhị 77E7777. Một biển số vô cùng đẹp vào thời điểm đó. Chữ E trên biển số được xem là số 7 quay 180 độ. Bà Diệp không tiết lộ giá của biển số, nhưng theo giới am tường thì có thể biển số đó không thua kém giá trị của chiếc xe bỏ tiền ra săn lùng số đẹp tốn kém tuy nhiên may mắn lâu không thấy chỉ thấy bà Diệp đã bị dính vào tủ tội sau đó sau khi cướp thị phần bộ công an một mình một chợ hốt bạc ở thị trường biển số xe đẹp nói thế để thấy biển số đẹp có nhu cầu rất lớn mà khi nhu cầu lớn thì nhiều người sẽ nhảy vào săn lùng xe có biển số đẹp rồi về bán lại Ba năm qua ngành này đang làm ăn rất phát đạt thì bỗng nhiên bộ công an ra quy định về bản số định danh theo quy định này bản số xe gắn với người chứ không gắn với xe như vậy những xe cũ có biển số đẹp sẽ không thể bán được cho chủ mới bởi người mua xe biển số đẹp chủ yếu là mua biển số chứ xác xe thì họ không cần những người chơi bản số đẹp họ dư tiền để mua xe mới chính vì thế chỉ một quy định của bộ công an đã làm cho hàng loạt chủ cửa hàng buôn bán xe cũ biển số đẹp gần như mất trắng vốn. có người bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua xe biển số đẹp nhưng sau khi có quy định về biển số định danh thì tài sản của họ bốc hơi đến 90% giá trị. thật lầm cú ra đòn cực hiểm của ông bộ trưởng bộ công an tổ lầm. nhiều người than phiền rằng bộ công an ra thông tư số 24 2023 về biển số định danh là hành dân. Nhận xét này dường như đúng nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Mặt còn lại là gì? Đó là Bộ Công an hiện nay độc chiếm thị trường bán số đẹp, họ bán bằng cách đấu giá. Mới đây vào ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho đấu giá biển số 30K 55555 và đã được chốt số tiền tới 14 tỷ đồng một bức giá được xem là không tưởng bằng hàng chục chiếc ô tô hạng trung như Toyota Camry. Bộ Công an được cấp gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng Tô Lâm vẫn làm ra chính sách cướp thị phần của dân để Bộ Công an ăn một mình. Ra quy định về biển số định danh để tước đi gần hết vốn liếng của giấy buôn biển số xe đẹp. Công an tung ra thêm chiêu đấu giá biển số, có nghĩa là công an đã cướp lấy thị phần cướp lấy tài sản của những người buôn xe biển số đẹp. Họ không cướp trắng trợn theo cách vào nhà đòi người ta đưa tiền, mà họ cướp bằng chính sách. Cướp lấy thị phần còn kinh khủng hơn cướp vốn làm ăn của người dân. Từ đấy mới cho thấy những trò cướp bóc dã man và đầy toan tính của Bộ Công an nó diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Đại Tướng Tùng Giàn Kế, tiền từ túi dân chảy ao ao vào túi bộ công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de